Xin chào các bác nha, em lên sóng tiếp tục một con máy rửa bát TM1 ngon vỏ rẻ. Những cái con TM1 này đợt này nó quá rẻ, cho nên là gần như lên sóng cái là các bác mua ngay. Cái chiếc này em bán là 2,6 triệu nhá, bảo hành cho các bác 12 tháng. Một con TM1 đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, test dọn mọi chức năng ok ngon lành. Đấy, máy như các bác nhìn chưa chính thức, đấy, sau khi dọn dẹp xong thì cũng khá là đẹp, chứ không kém cạnh gì những cái máy đời cao đâu. Đấy, các bác nào kinh tế vừa phải thì mình cứ mua những cái con này 208 các bác nhé. TM1 máy này. Panasonic. Đợt này Pana nó quá rẻ cho nên là em cũng chẳng bán Nationa làm gì nữa. Đấy, 2,8 triệu là các bác có một con Panasonic quá ngon rồi. Panasonic thì nó được cái nó đời mới hơn và nó lành. Các cái chi tiết của nó, cái Nationa nó cũng rất là lành, nhưng cái Pana thì nó được cái nó đời mới, có những cái mà nó cũng cải tiến của cái thằng Na đi, nó cũng sau này nó cũng bớt bị trục trặc. Ví dụ như là cái thằng Panasonic này, cái bảng điều khiển nó đưa dưới này rồi đấy, thì nó ít bị nước vào hơn là cái thằng Na trước để bảng điều khiển ở đây ở cánh này đấy, cho nên đấy nó cũng là cái ưu điểm của nó. Có những cái mà của đời Na lên Pana nó khắc phục hết rồi, hoặc là cái van chiên nước chẳng hạn. Cái van chiên nước các bác dùng Nationa thì một thời gian, nhất là Na vòm SS6 đấy, nó bằng cao su, cho nên một thời gian nó hay bị hỏng. Thì lên Panasonic này thì nó cũng khắc phục hết, bằng nhựa hết rồi, nó vĩnh cửu luôn. Đấy, cho nên là các bác tội rẻ, giá nó cũng rẻ. Chả tội gì bây giờ mình mua Nationa lại kìa. Đấy, trước mà Pana nó đắt thì các bác mua Na, nhưng còn bây giờ Pana nó quá rẻ. Đấy, cái chiếc này bán 2,6 triệu các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu mua máy rửa bát ngon bột rẻ lành bền, các bác liên hệ. Chào các bác.